ngoài các nguyên nhân xuất phát từ lỗi do chủ ý cố tình thì sai sót này phần lớn đến từ quá trình đo đạc lập bản đồ chuyên gia tư vấn ngay khi phát hiện ra lỗi này thì gia chủ cần phải thu thập chứng cứ sau đó thực hiện các bước yêu cầu cơ quan chức năng cung cấp bản đồ địa chính qua các thời kỳ để so sánh và đối chiếu sau đó kiểm tra sổ mục kê biên lai nộp thuế những tài liệu này sẽ chứng minh quyền sử dụng đất của bạn bạn cần sự hợp tác với các hộ dân lân cận nhằm mục đích để thu thập thông tin từ hàng xóm để làm chứng Tiếp đó, cần gửi đơn đến cơ quan quản lý đất đai cấp quận, huyện để yêu cầu đo đạc lại diện tích đất. Lưu ý là trong quá trình đo đạc này, bạn nên có mặt để phối hợp theo dõi và làm việc với cán bộ địa chính. Khi có kết quả, nếu kết quả đo đạc không đúng với thực tế và cơ quan quản lý đất đai không giải quyết, bạn có quyền gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nếu khiếu nại cấp huyện không được giải quyết, bạn có quyền khiếu nại lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cuối cùng khi kết quả không đúng nhị bạn có thể khởi kiện ra tòa tuy nhiên lưu ý là bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng cứ để khởi kiện đặc biệt là tìm luật sư bởi có một luật sư tư vấn sẽ giúp bạn đảm bảo quyền lợi tốt nhất